Mấy nặng mẹ nó phải mấy. Con rồi. Chị ơi. Tặng ha. Dạ, con đi làm về lúc 2 giờ rồi. Dạ, hai ngày đầu thì cũng hơi chưa có quen. Cô ảnh cho con coi mới đi nha. Con mới ngủ. Dạ, ngủ không à? Mới có 3 giờ rồi, ăn rồi anh nha. Dạ hả? Dạ, cho con đi nha rồi. Em con đúng không? Bố đẻ đó.